Chào mừng các bạn đã đến với Tết Trần Show. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đội tuyển U23 Việt Nam trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là cuộc đọ sức với U23 Kuwait. Và đương nhiên rồi, trận đấu đầu tiên luôn luôn là một trận đấu rất quan trọng tại vòng chung kết U23 châu Á. Lúc này thì nhiều người hâm mộ đang rất quan tâm đến màn trình diễn của gọi là tân huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng chúng ta đó là anh huấn luyện viên Quang Tùng. Trước khi mà chúng ta nói về cái chủ đề mà khán giả rất quan tâm, đó là cái đội hình mà anh em mình dự đoán, thì anh đánh giá thế nào về cái trận đấu đầu tiên, cái sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta trước thềm một trận đấu đầu tiên của một giải đấu rất là quan trọng? Chúng ta biết rằng đây là giải đấu có ý nghĩa lớn với các đội bóng ở khu vực châu Á, bởi vì các cái suất dành cho các đội bóng ở vị trí cao sẽ giành quyền đến với Paris Olympic, và chỉ có 3,5 suất thôi cho khu vực châu Á, có nghĩa là nó còn ít hơn cả những gì mà người ta dành cho World Cup. Vậy thì có thể hiểu được rằng là giành quyền đến với Olympic nó còn khó đi đi World Cup, mà đây lại bóng đá trẻ nó có nhiều những cái thứ sai số, bóng đá trẻ nó có nhiều những thứ mà người ta không thể là hoạch định một cách thực sự là chắc chắn. Và cũng có thể hiểu được rằng là với cái mục tiêu đến với Olympic thì các nền bóng đá lớn, các nền bóng đá có tiêu chuẩn, có sự đầu tư lớn của khu vực châu Á sẽ dồn lực để có thể cạnh tranh được một trong những cái tấm vé đến với Paris. Và điều đó có thể được xác định lại cái mục tiêu của bóng đá Việt Nam ở cái sự kiện này nó sẽ nên ở tầm mức nào. Và trong suốt những ngày qua, nhất là khi mà anh Tuấn, anh ấy nhận lời dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, thì chúng ta cảm nhận được rằng là cái mục tiêu lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của cái vòng chung kết năm nay là một cái mục tiêu có lẽ là vừa sức, bởi vì rõ ràng là nghĩ đến xa hơn, tức là lọt vào sâu, tức là tứ kết và thậm chí là bán kết để nhìn thấy rõ hơn cái tấm vé đi vì Olympic ấy, thì nó quả thật là nó có gì đó nó hơi xa vời, nhất là ở thời điểm chúng ta đang ngồi đây với nhau ấy, chúng ta cảm nhận được rằng là cái niềm tin, cái sự tự tin của bóng đá Việt Nam nó đã xuống rất là nhiều so với vài ba năm trước. Và việc mà chúng ta gọi là vượt qua một cái bảng đấu như thế này thì có lẽ nó đã là tương đối tốt rồi. Tất nhiên cái bảng này cũng không phải quá khó. Và đây là kết quả của cái việc mà trong nhiều năm qua cái thứ tự xếp hạng của bóng đá Việt Nam trên FIFA ranking nó là tương đối tốt. Nó là thường là ở vị trí dẫn đầu của khu Đông Nam Á. Dẫn đến chuyện là cái kết quả bóng thăm của chúng ta nó không quá tệ. Một cái bảng đấu mà Kuwait và Malaysia rõ ràng là nằm trong cái tầm mức của chúng ta. Uzbekistan là thuộc nhóm đầu có thể cạnh tranh, và chúng ta cũng đã va chạm với họ trong nhiều cái cấp độ khác nhau trong những năm qua ở bóng đá trẻ, ví dụ như là U18 năm 2018 hay là giải U23 lần trước, thì ở nhiều cái mức độ khác nhau chúng ta đá thì quả thật là chúng ta chưa hơn được họ, đuổi theo họ cũng là hơi căng, mà họ thì là một trong những nền bóng đá đang được đầu tư tốt, không phải chỉ là đến Olympic đâu mà họ sẽ còn đến World Cup. Thế thì tạm coi cái việc mà nhìn những cái đối tượng Kuwait và Malaysia như thế là phù hợp. Vậy thì có nghĩa là chúng ta cần phải giải quyết được 2 trận đấu, cần phải có số điểm phù hợp. Ở đây không có nghĩa là 6 điểm, vì 6 điểm thì chắc là chúng ta giải quyết được xong vấn đề cái mục tiêu vào vòng trong, nhưng mà chưa chắc đã cần phải đến 6 điểm. Đấy, thì nhìn chung là phù hợp, và lọt vào được vòng đấu tiếp theo là một cái mục tiêu vừa sức và có lẽ là có thể phấn đấu được. Và cái cách mà anh Tuấn, anh đang lựa chọn những con người là một này, chuẩn bị lối chơi cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, thì cá nhân anh ấy nghĩ rằng là đó là một cái lối chơi nó có cái đúng cái phong cách của anh Tuấn, có nghĩa là nó không quá cực đoan. Cái cách làm việc của anh Tuấn nó là như vậy, không quá cực đoan, nó được xây dựng trên nền tảng cái lối chơi nó có cái sự chắc chắn, có một cái hệ thống đảm bảo, nhưng nó sẵn sàng tạo ra cái đột biến, tạo ra được những cái điểm nhấn, những cái sự đột phá ở những thời điểm quyết định trước những đối thủ gọi là nằm trong tầm tính toán của chúng ta. Và quan sát lịch thi đấu của chúng ta như thế này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải giải quyết được cái đột phá khẩu, tức là trận đấu đầu tiên. Cái lô cốt đầu cầu này mà bê xong thì là có nghĩa là đội tuyển sẽ rộng cửa để giải quyết được cái mục tiêu lọt vào vòng đấu tiếp theo. Có nghĩa là trận Kuwait sẽ là trận đấu mang tính then chốt. Đương nhiên rồi, trước mắt của chúng ta là trận đấu rất quan trọng, là trận đấu Kuwait, trận đấu đầu tiên.
ở bên phía Coes thì cũng cung cấp cho các bạn khán giả cũng như anh Tùng một chút thông tin thôi. Thực ra đây là một đội bóng mà rất ít thông tin mà chúng ta có thể tìm hiểu được. Trận đấu gần nhất họ đá giao hữu với Thái Lan, họ thua tỷ số 2-4. Và 5 trận đấu chính thức gần nhất của họ tại các giải đấu thì họ chỉ có hòa và thua thôi. Chiều cao trung bình của họ là còn thấp hơn chúng ta 1m76, thấp hơn chúng ta không phải không mấy đấy. Thì đấy là một chút những thông tin rất là cơ bản để cho các bạn hiểu được một điều là Coes không phải là một đối thủ quá mạnh, và chúng ta hoàn toàn có thể có gọi là cơ hội, thậm chí là 3 điểm là một cái điều mà chúng ta đang hướng đến, nhiều người hy vọng điều đấy. Thế thì với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta thì sao? Những ngày vừa rồi thì em được quan sát những cái buổi tập ở bên Qatar thì có một cái chi tiết mà em được quan sát thấy là đội tuyển lúc này đang tập những cái bài đá phạt góc rất là kỹ anh ạ. Trong đấy thì Văn Toản là một trong những người, Hoàng Văn Toản của câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong những người thường xuyên được thực hiện những cái pha đá phạt góc đấy mà lại không phải những cầu thủ khác. Đấy là một cái điều mà em cảm thấy tương đối lạ, vì thực ra trong cái đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam có Khuất Văn Khang cũng là một người có cái chân truyền rất là tốt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dự đoán trước một chút cái đội hình, và đâu đó là theo anh, trước khi vào đội hình thì anh theo anh là cái cách nhập cuộc nào trong trận đấu gặp U23 Coes là phù hợp cho U23 Việt Nam lúc này. Như anh nói thế này thì có lẽ là, và em cũng đang cảm nhận là có lẽ chúng ta đang muốn lấy 3 điểm. Và 3 điểm thì đồng nghĩa việc là một cái lối chơi, nó phải là một lối chơi tấn công đúng không anh? Hoàn toàn là có thể là như vậy. Nói về bóng đá Coes ấy, thì chúng ta phải có một cái lộ trình, tình trình tự như thế này. Họ đã từng đến với World Cup rồi đấy. Tức là hơn 40 năm trước, đội tuyển xưa quốc gia Coes đã từng được đến World Cup năm 1982. Nhưng khi đó thì nó cũng đã từng có một cái sự kiện nó rất là hy hữu, tức là một ông hoàng Coes ấy đã từng xuống sân và phản đối quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa đội tuyển Coes và đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp năm thời điểm đó là thời điểm của Michel Platini đấy. Trận đấy họ thua 1-4, nhưng vấn đề là ông hoàng Coes đã từng có những cái phản ứng cái kiểu mà chúng ta vẫn thường thấy ở bóng đá Việt Nam ấy. Tức là ông chủ xuống gọi là ông bắt thế này thì không được, ông xử lý thế này là không xong với tôi đâu. Và kể từ sau cái chuyện đó thì không biết là có phải là họ không ưng ý lắm hay là họ không còn hào hứng lắm với cái việc mà tiếp tục gọi là đầu tư rồi bơm thêm những cái nguồn lực vào để mà duy trì cái nền tảng trong đá quét hay không, nên kể từ đó đến nay thì họ gần như không bao giờ quay lại. Và chúng ta không cảm nhận được cái sức mạnh của bóng đá Coes trong những năm gần đây. Đội tuyển Việt Nam, bóng đá trẻ Việt Nam cũng hình như đâu đó cũng đã có một vài lần gặp Coes trong nhiều chục năm qua và chúng ta có kết quả không tệ, thậm chí có những trận thắng. Thế nên cái việc mà vào thời điểm này đánh giá bóng đá Coes không quá cao là hợp lý. Họ không phải là một con ngáo ộp đúng nghĩa ở khu vực vùng vịnh. Và nhìn vào cái tầm vóc của họ như thế là chúng ta cũng có thể hiểu được rằng chúng ta không quá bất lợi. Thậm chí mà cái chi tiết mà Tết Trần vừa nói về cái câu chuyện mà chúng ta tập trung nhiều vào bóng bầu ấy, nó là một sự gợi ý đúng khi mà chiều cao chúng ta tốt hơn. Đâu có phải là lúc nào chúng ta cũng đem cái vấn đề thể hình ra để chúng ta nói rằng là chúng ta thấp bé nhẹ cân hơn để chúng ta không chơi bóng bổng đâu. Khi mà chúng ta có chiều cao trung bình tốt hơn, khi mà chúng ta có một cái lợi thế nào đó thì chúng ta cần phải xây dựng chiến thuật trên cơ sở những cái điều đó. Tất nhiên đấy là một trận đấu cụ thể với một đối tượng cụ thể. Có thể ở trận đấu khác chúng ta sẽ không đá như thế nữa, nhưng với một đối tượng như thế này thì tại sao không, đúng không? Vấn đề là chúng ta phải có ý tưởng và sau đó là sự chuẩn bị. Và may mắn nếu như chúng ta thực hiện đúng thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng bóng bổng hay là tình huống cố định nó chỉ là một chi tiết thôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cách tiếp cận nó thích hợp hơn. Nó giữ trái bóng ở trong chân như thế nào, phát huy cái khả năng tạo áp lực của chúng ta như sao, kết nối như thế nào. Kết nối ở những tình huống cố định nó là một việc. Đó là một việc hết sức quan trọng, rất cần thiết để giải quyết các tình huống. Nhưng trong một cái thế trận có tính trực diện khác, khả năng kết nối từ phía dưới lên như thế nào thì đấy mới là vấn đề. Và trước một đối tượng mà anh cho rằng nó chỉ ở mức độ khá như thế này thôi, tức là đâu đó ngang tầm chúng ta là cùng, thì chúng ta tạo ra một áp lực là cần thiết. Tạo ra áp lực tức là chúng ta phải phát huy những cái gì mà ông Trujillo ông ấy gây dựng cho bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta không thể bỏ qua cái việc đấy là cái kết quả làm việc, đấy là di sản mà ông ấy để lại được cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ông ấy giúp cho chúng ta có, nói thật là hơi cực đoan quá cái việc mà đưa trẻ lên đội tuyển. Nhưng qua đó thì các em cũng trưởng thành rất nhiều. Các em có bản lĩnh, các em có trải nghiệm thi đấu ở một cái nền tảng rất là cao. Thì cái đấy bây giờ mà đem ra mà áp dụng ở U23 châu Á thì là nó rất là phù hợp. Đúng không? Nó là một di sản. Thứ hai là cái lối chơi. Nói gì thì nói chứ bây giờ cả thế giới người ta chơi là kiểm soát bóng.
duy trì phát triển trái bóng, giữ trái bóng trong chân, kiểm soát bóng không có nghĩa là luôn luôn tấn công. Bây giờ em cứ thấy bây giờ cả thế giới bây giờ người ta giữ bóng, ví dụ như là Aston Villa đá với Arsenal, em thấy không, người ta vẫn đá phòng ngự đấy chứ. Đúng. Nhưng mà phòng ngự vấn đề là khu vực người ta vẫn phải phối hợp, người ta phải chơi bình thường, đúng không, đâu có phải chơi tấn công đâu. Đúng không, không hề chơi tấn công tí nào, theo nghĩa là trong một cái cách gọi là tiếp cận trận đấu, nhưng họ vẫn có thể kiểm soát. Thế thì cái nền tảng đấy có thể đem áp dụng được không? Hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ là giữ trái bóng, kiểm soát, tăng cường cái thời gian kiểm soát lên và đẩy dần cái áp lực lên. Và cái áp lực đấy nó có thể đến theo nhiều hướng, nhưng cái xu hướng mà những con người mà anh Hoàng Tuấn anh đang lựa chọn như thế này, và chúng ta cũng hiểu được là khả năng các em ấy đang có, thì anh nghĩ rằng là cái hướng phát triển từ hai biên của chúng ta nó sẽ là cái hướng mà nó có xu hướng phát triển nhiều hơn, khả năng đấy chúng ta có thể thành công cao hơn. Còn trong tình huống cụ thể, ví dụ như là một đâu đó sẽ có một lúc là chúng ta sẽ phát triển ở trung lộ hoặc là nách trung lộ chẳng hạn, thì cái đấy là cái điều mà hoàn toàn có thể nó phát triển thêm. Nhưng anh phán đoán rằng là lối chơi của chúng ta sẽ là ở hai biên, cái tính cơ động ở hai biên, có thể thậm chí là biên trái nhiều hơn biên phải một tí, nhưng đấy là cái sự phỏng đoán. Và nói thật là anh em mình đang ngồi đây nói với nhau một điều rằng là kể cả đội hình chính nhá, phán đoán với nhau ấy, mà nếu như nó có trượt ấy thì anh cảm thấy mừng về cái chuyện đấy. Bởi vì nói như thế có nghĩa là anh Tuấn anh có nhiều sự lựa chọn, huấn luyện viên của chúng ta có nhiều sự lựa chọn, và cái sự lựa chọn đấy nó có thể đem đến những bất ngờ cho đối phương. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta đây ngồi đoán trúng phóc tất cả những gì cái đội hình chính cho đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam ấy, thì đối phương hoàn toàn có thể dự đoán được. Đúng không? Và cái đấy nó không có lợi cho đội tuyển của chúng ta. Thế nên ra là anh em mình cứ vui đi nếu như chúng ta gọi là dự đoán không đúng lắm. Đấy. Đâu đó đúng được khoảng 70% cũng đã là tốt rồi. Đấy là theo quan điểm của anh. Và lối chơi cũng thế. Phán đoán rằng lối chơi ở biên. Những vấn đề trồng biên ra làm sao, mở biên ra làm sao và chuyển hướng biên như thế nào, thì đấy lại là một cái câu chuyện nó phải là theo thực tế. Vậy hy vọng rằng chúng ta dự đoán sai đi, nhưng chúng ta sẽ vẫn dự đoán. À tất nhiên. Và đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này mọi người cũng đang đưa ra những cái bình luận khác nhau về việc sơ đồ. Người thì cho rằng là 3 trung vệ, người thì 2 trung vệ. Với cá nhân anh nghĩ rằng là chúng ta đã từng chơi 3 trung vệ rất nhiều năm rồi. Vậy cái điều này được tiếp tục duy trì dưới thời huấn luyện viên Hoàng Tuấn nữa không anh? Có thể thay đổi. Anh nghĩ là có thể sẽ là một đội hình mà anh Tuấn trước đây anh thường hay áp dụng. Đó là đội hình 4 hậu vệ. Có thể phía trên cũng sẽ là 4 tiền vệ và 2 tiền đạo. 4-4-2. Đấy là một cái thứ mang tính cơ bản. Nhưng cái cơ bản này là một cái cơ bản nó chỉ mang tính tương đối và nó sẽ được hoán chuyển theo tình hình thực tế và có cái xu hướng điều chỉnh gần như gọi là thường xuyên để có thể chuyển về 4-3-3, có thể là 4-2-3-1 theo cái xu hướng gọi là mà hầu như các đội bóng đều chơi. Thực tế là để mà chúng ta có thể chơi nhuyễn với hai vị trí tiền đạo ở trên ấy là không hề đơn giản. Bởi vì nói thật là trong danh sách tập trung của đội tuyển lần này có nhiều tiền đạo đấy. Thế nhưng mà nếu thực sự để mà tìm ra được những con người mà đá ở đúng ở vị trí trung phong cho đội tuyển ấy, nó cũng không hề dễ. Vì trải nghiệm thi đấu của các em là một cái gì đấy nó tương đối khó. Chúng ta biết chuyện này. V-League của chúng ta là như vậy. Đến các anh như là Tiến Linh mà còn khó khăn trong cái việc mà cạnh tranh. Tức là rất khó để mà thường xuyên được đá, thì làm sao mà các em như là Nguyên Hoàng chẳng hạn mà lúc nào cũng được ra sân với vai trò của một tiền đạo đá cắm được. Đúng không? Thế thì đúng ra là cái việc mà xu hướng để mà chơi hai tiền đạo dâng ngang là có thể sẽ không có hoặc là rất ít, và nó sẽ cơ động là linh hoạt. Xu hướng 4-3-3 anh cho rằng là có lẽ sẽ là một cái cơ sở lớn hơn, nhất là khi mà chúng ta muốn chơi tấn công. 4-3-3 là gọi là 4 trung vệ và các cầu thủ bên trên thì ta có thể thay đổi đúng không anh? Tức là vẫn phải là 2 trung vệ, nhưng mà 2 hậu vệ biên thì 2 hậu vệ biên sẽ là những người mà cái yếu tố sử dụng hậu vệ biên đây thì cũng sẽ là một cái thứ mà phải chờ bóng lăn thì mình mới quyết định. Vì em xem bây giờ cái xu hướng bóng lăn thế giới người ta cập nhật rất là hay và cái xu hướng hậu vệ biên như thế nào ấy thì các huấn luyện viên bây giờ là người ta sử dụng rất là linh hoạt. Đấy, người ta có cái xu hướng như kiểu của Kyle Walker, của Zinchenko. Đấy, thì người ta chơi như thế nào anh em mình đều thấy. Nhưng bóng đá Việt Nam có áp dụng được không? Có thể hoặc là không. Bởi vì sao? Bởi vì năng lực của chúng ta, chúng ta cũng không nhất thiết phải cực đoan. Cái cực đoan là cái thứ mà anh cho rằng là anh Tuấn Anh sẽ có thể không bị mắc.
Ví dụ như là ông Tuzi ấy, mình không chê ông ấy đâu, mình không dám trách ông ấy nữa, bởi vì đằng nào chuyện đã rồi, nhưng mà có một gì đó ông ấy hơi cực đoan trong việc gọi là áp dụng một cách khiên cưỡng. Đấy, nhưng mà với anh Tuấn thì anh nghĩ là có thể nó không quá phức tạp như thế, anh ấy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều, tức là uyển chuyển trong cái việc mà lựa chọn cái khả năng tiếp cận cũng như là cái hướng để giải quyết. Tức là nó không nhất thiết là phải là cứ cứng nhắc trong cái việc mà luân chuyển ở dưới. Trong một thời điểm nào đó nếu như cần, chúng ta sẽ giải phóng nhanh lên và dồn đội hình lên sớm hơn, chứ không phải là chúng ta chỉ cứ luẩn quẩn với những cái pha theo kiểu đá ma của anh em mình rồi cuối cùng là nó lại bắn vào chân mình. Như vậy thì anh lựa chọn đi, bây giờ chúng ta đi từ vị trí thủ môn trước. Ai sẽ là người đứng trong khung thành? Chúng ta đang có một số những thủ môn có Quan Văn Chuẩn, có Văn Việt, đều là những người mà Văn Việt giờ còn gọi lên tuyển cơ, nhưng mà Quan Văn Chuẩn lại là một người rất là nhiều kinh nghiệm ở cấp độ này. Theo anh sẽ là ai là người đứng ở đây? Trong ba thủ môn chúng ta đến với U23 lần này thì Đoàn Huy Hoàng có vẻ như là hơi thất thế hơn, đúng không? Thôi chúng ta bàn về Việt và Chuẩn thôi. Thì anh nghĩ rằng cả hai đều có những cái điểm rất mạnh. Văn Việt là người mà đã từng lên và làm việc cùng với Nguyễn Philip ở trên đội tuyển quốc gia. Đấy là những cái trải nghiệm tốt, cho dù không hoàn toàn là trải nghiệm thi đấu. Ở Sông Lam thì Văn Việt cũng duy trì được một cái sự ổn định tương đối cao. Chuẩn thì thường xuyên hơn với cái vị trí ở đội trẻ trong một vài năm qua. Và với chính anh Hoàng Anh Tuấn đấy, thì đấy là một lợi thế của Quan Văn Chuẩn. Chuẩn lại có băng đội trưởng anh. Chính xác là như thế, tức là cái vị thế đấy, vị thế ở đây nó rất quan trọng, bởi vì là nó có cái ảnh hưởng đến cái tình hình chung của đội bóng. Tất nhiên cái vị trí đội trưởng khi được bầu thì nó không có nghĩa là chắc chắn đá chính. Bởi vì là còn có đội 2 đội phó nữa cơ mà, thậm chí 3 đội phó. Thì đâm ra là đội trưởng không vào thì đội phó thứ nhất, đội phó thứ hai có thể là thay thế cái việc gọi là đeo băng để rồi dẫn dắt đội bóng theo nghĩa về mặt tinh thần. Thế thì đấy chỉ là một chi tiết nhỏ, chi tiết phụ thôi. Thế nhưng mà anh thấy nghiêng về trường hợp của Quan Văn Chuẩn đấy. Bởi vì sao? Thì dù sao nữa là Chuẩn có cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đấy là một cái yếu tố không thể bàn cãi. Và cái yếu tố này cho dù trong cái quá khứ là chúng ta cảm nhận rằng là Chuẩn cũng có những cái thời điểm không thật sự là chắc chắn lắm. Hơi mong manh một chút về vấn đề tâm lý. Nhưng dù sao đi nữa thì anh nghĩ rằng là Quan Văn Chuẩn vẫn có một cái lợi thế nào đó. Và lợi thế đây nó còn có cả trong cái gọi là cái mối liên hệ, cái thói quen làm việc khi ở trên tuyển cùng với anh Hoàng Anh Tuấn. Thì anh nghĩ rằng là có thể sẽ là Quan Văn Chuẩn. Cho dù cái yếu tố này anh nghĩ là nó cũng có tương đối mong manh. Mong manh bởi vì Việt cũng có cái hay của Việt. Nhưng mà thôi, buộc lòng nếu mà buộc lựa chọn thì anh phải chọn Chuẩn. Chuẩn. Quan Văn Chuẩn em cũng nghĩ là sẽ đứng trong khung thành. Chuẩn có một cái khả năng em nghĩ là nhỉnh hơn Việt một chút, đó là khả năng chơi chân. Em cảm thấy là cái khả năng chơi chân của Chuẩn nhỉnh hơn Việt. Việt thì cái độ xông xáo, cái độ ra vào ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An em thấy nó rất là tích cực, rất là tốt. Nhưng mà khả năng chơi chân của Việt thì em chưa đánh giá cao bằng Quan Văn Chuẩn. Đấy là cái lợi thế ngoài những cái gì anh nói em thì em bổ sung thêm cái đấy. Thứ hai là chúng ta đang đến với các trung vệ. Em lại khác anh một chút, em lựa chọn 3 trung vệ. Em lại chọn sơ đồ là 3-4-3. Thế thì em lựa chọn trước các trung vệ như sau. Lương Duy Cương sẽ đứng trước mặt Quan Văn Chuẩn. Cánh phải là Quang Thịnh, cánh trái là Ngọc Thắng. Đấy là 3 trung vệ của em. Thế còn anh? Cái lựa chọn của em nó có lý. Bởi vì là Lương Duy Cương, Quang Thịnh là những người mà thường xuyên có xuất hiện ở tuyển trong những thời gian vừa qua. Nhưng mà nó có một cái chi tiết là anh em mình có thể thấy rằng là trong thành phần tập trung đội tuyển U23 của anh Hoàng Anh Tuấn ấy, nó có một tỷ lệ tương đối thấp những người thường xuyên được đá ở giải vô địch quốc gia. Vâng, đúng. Lâu đó chỉ khoảng 20% thôi. Rất thấp. Rất thấp. Dẫn đến cái việc là cái trải nghiệm thi đấu, cái niềm tin của cảm giác ấy. Cái cảm giác thi đấu đỉnh cao ấy, nó không phải ở mức độ tốt lắm. Đấy, thế đâm ra là cái yếu tố mà lên tuyển đấy nó chỉ là một cái phần trong gọi là dữ liệu. Thế còn cái trải nghiệm để mà tích lũy thêm để nâng cái tiêu chuẩn chơi của mình lên ấy, thì nó lại là một vấn đề khác. Đấy, thì khi đó người ta sẽ cần phải tính đến cái việc thứ nhất là tầm vóc, thứ hai là cái phong độ hiện tại, tức là cái sự xông xáo, cái khả năng với lại cái khả năng thích nghi với những cái ý tưởng, cái khả năng truyền đạt của huấn luyện viên vào thời điểm hiện tại. Và anh chia nhỏ những cái yếu tố đấy ra, chia nhỏ những yếu tố ra theo những tỷ lệ đâu đó khoảng 30, 40%.
và anh nghiêng đến những cái tên nó mới hơn chứ không phải là Lương Duy Cương hay là Quang Thịnh. Quang Thịnh thậm chí anh còn cho là người khó khăn bởi vì nếu như anh không nhầm thì Quang Thịnh thấp hơn so với cả mấy bạn kia. Thấp hơn bạn Lê Nguyên Hoàng, một trong những cái trung vệ cũng đang rất lớn lớn nhất, đúng không? Có tầm cao tốt nhất, đúng không? Cao. Thế thì với anh ấy, anh chọn Ngọc Thắng, Nguyên Hoàng. Hai trung vệ. Ngọc Thắng và Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng. Cho cái vị trí xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam. Tầm vóc, sự xông xáo, lối đá quyết liệt. Đấy. Cái lối chơi của Lương Duy Cương cũng là một cái lối chơi mà anh không cảm nhận nhiều cái sự thăng tiến trong khoảng hơn một năm vừa rồi. Nhất là giai đoạn mà Lương Duy Cương chơi cho Đà Nẵng ở mùa giải 2023. Bạn này còn chơi cả tiền vệ phòng ngự cơ. Đúng, nhưng nhìn chung nó đều là gọi là lắp vào để mà trải nghiệm chứ chưa không phải là những cái thứ mang tính tiêu chuẩn. Đấy, thì anh không thấy cái sự tăng trưởng về mặt gọi là trình độ, thăng tiến mà trình độ. Nên ra anh lựa chọn những cái giải pháp mà nó thứ nhất là cao lớn để phát huy cái tầm vóc. Thứ hai là cái lối chơi nó quyết liệt. Đó, thì những cái trải nghiệm của những con người như trường hợp của Nguyên Hoàng và Ngọc Thắng, anh cảm thấy nó thích thú hơn. Ở đây nó là một trong những vị trí nó có rất nhiều những cái sai số. Em hoàn toàn có thể đúng hơn anh, nhưng mà anh là anh thích những cái giải pháp như thế này. Đấy, và tại sao anh Tuấn anh lựa chọn như này thì chúng ta cần phải lưu ý một chút thôi. Còn một lần nữa anh nói rằng là nếu mà nó nói sai mà đội đá tốt ấy thì là anh cảm thấy rằng là anh rất là hài lòng. Mình vui đúng không anh? Đúng. Có một cái chi tiết của Ngọc Thắng em rất thích, tức là trung vệ Quế Hồng Hải khi mà xem U23 Việt Nam đá tại SEA Games tổ chức tại Campuchia vừa rồi thì Quế Hồng Hải có nói rằng đây mới là tương lai của bóng đá Việt Nam. Đích thân Quế Hồng Hải cũng đã phát biểu như thế. Em nghĩ rằng Quế Hồng Hải là một người mà đã đá vị trí này và bạn ấy rất là quan sát những người đá cùng vị trí. Không khó để chúng ta cũng nhận ra một điều là đây thực sự là một trong những cái sức nặng ở khu vực trung vệ mà em nghĩ rằng khó ai có thể vượt qua được vị trí Ngọc Thắng này. Em chỉ hỏi anh thêm một cái là cặp trung vệ anh lựa chọn thì cái sự khác nhau và cái sự giống nhau của họ như nào? Thì thường thường em có cảm giác là khi mà chơi hai trung vệ ấy, thì thường sẽ có một người kiểu mạnh mẽ, kiểu quyết liệt ấy, giống kiểu Nemanja Vidić của một thời của MU ấy, hay là một người còn lại là kiểu thông minh bằng gọi là bạn đọc vị. Xu hướng là như thế. Xu hướng của bóng đá là như vậy, tức là họ sẽ chơi có một người dập một thòng. Đâu? Dập tức là người phải theo gọi là ngôi sao. Đấy, và thòng là người có cái xu hướng là lót nhiều hơn. Nhưng trên thực tế là bóng đá thế giới vào thời điểm hiện nay càng ngày thì cái việc đó nó càng mất đi. Nó chỉ có nếu còn nó là cái xu hướng là lệch bên trái hoặc lệch bên phải nhiều hơn. Bởi vì là tùy theo cái thói quen chơi, cái điều kiện gọi là cơ thể, ví dụ như mình thuận chân trái thì mình sẽ nên đá bên trái nhiều hơn. Lệch trái nhiều hơn hoặc là ngược lại. Thế chứ còn nó không có cái còn cái phân vai là cái kiểu gọi là một dập một thòng nữa. Bởi vì là bây giờ tiền đạo người ta đá như thế, người ta xu hướng người ta di chuyển như vậy thì người ta đứng bên nào mình phải làm nhiệm vụ của người đeo bám chứ. Thế chả nhẽ là giờ ông cứ sang bên ông đang hoạt động bên trái, mình cũng sang bên phải thì mình cũng đi theo kiểu đeo ba lô như thế. Bây giờ là cái xu hướng phòng ngự đấy bây giờ nó không còn nữa. Đã rất nhiều năm rồi, rất nhiều gọi là đã gọi là người ta đã thay cái xu hướng phòng ngự gọi là 1-1 đấy bằng cái xu hướng phòng ngự khu vực rồi. Tuy nhiên cái ý mà bà ta Trần nêu ra nó vẫn có cơ sở ở chỗ là thế này. Đôi khi là trong một đội bóng ấy hoặc là trong một hàng phòng ngự với hai trung vệ ấy, thì một người thì gọi là hơi gọi là quyết liệt hơn một chút thì sẽ là người mà đâm lao phá gọi là tạm gọi là hơi gọi là hoan thịt người một tí, chém đinh chặt sắt đấy thì để cho đối phương nó bầm dập đi một tí đấy. Thì còn cái người kia thì hơi lạnh lùng hơn một chút, gọi là tính toán hơn một chút, khôn ngoan một chút thì lót thì sao. Thì với anh thì anh nghĩ là trong cái trường hợp này ấy, thì cái yếu tố mà Ngọc Thắng ấy, anh nghĩ là cái xu hướng mà chơi trong giai đoạn vừa rồi, trưởng thành trong cái giai đoạn vừa rồi ở nhiều cái góc độ khác nhau ấy, anh nghĩ là có thể sẽ thiên một cái hướng là phát huy bằng nhiều bằng cái tư duy nhiều hơn, đọc vị, đọc bài, đọc vị, kinh nghiệm nhiều hơn đấy. Thì cái xu hướng lại chơi như thế. Nhưng mà thực sự bây giờ một trung vệ ở độ tuổi 22, 23 như này thì để mà gọi là hoàn thiện, để mà nó chính xác ấy, thì anh chưa dám nhận định như vậy. Nhưng thôi hy vọng rằng là những cái quan sát, cái nhận định từ một người đàn anh là Quế Hồng Hải nó có cơ sở. Thì nó sẽ phát huy ngay từ một cái sự kiện lớn như thế này. Thế còn với trường hợp của Lương Duy Cương thì anh rất kỳ vọng vào những cái thứ nó thuộc về tầm vóc. Và cái tầm vóc ấy nó là một cái thứ, chính là cái thứ mà cần phải đâm lao
cần phải quyết liệt, quyết liệt và hủy diệt tất cả những cái, tức là khóa luôn tất cả những cái hy vọng của đối phương. Đấy thì cái xu hướng nếu như có thì nó sẽ là ở trường hợp như thế. Còn bây giờ cần phải xây dựng đó là gì, là tính cân bằng. Nó gọi là 49-51 thôi, chứ không thể là ngày xưa như ngày xưa, là thậm chí là 40-60 hoặc là 45-55 chẳng hạn. Nhưng bây giờ các trung vệ nếu mà đã đá sang ngang là phải như vậy, giống nhau, các bạn là phải có xu hướng giống nhau. Hai trung vệ này cũng là điều mà em nghĩ rằng cũng rất là hợp lý, bởi vì thực ra cái bài tập mà như em nói lúc đầu ấy là Văn Toản hay đá phạt góc ấy, thì nếu như mà hai cầu thủ này băng lên đều là những cầu thủ rất cao giáo này, rất là có khả năng tấn công của đội tuyển U23 lúc này. Đấy thì đó là các trung vệ đi. Thế còn hai hậu vệ cánh, em thì em thấy là cái hậu vệ cánh phải thì em nghĩ khó thoát khỏi cái vị trí của Hồ Văn Cường lắm. Có lẽ không phải không khác được. Vâng, đây là một cái người mà nó tức là nhìn đã thấy cái sức nặng của cái vị trí này rồi, rất là mặc dù không cao nhưng không mà cao. Rõ ràng là rất nặng. rất là nhiều bàn thắng, nói chung là nó rất là phù hợp. Mà khả năng của Văn Cường thì rất là nhiều chuyên gia nhận định là đây là một trong những cái hậu vệ nếu như thua thì chỉ thua với các bậc đàn anh theo kiểu Xuân Mạnh, Văn Thanh thôi, chứ còn bây giờ mà sau những cái cầu thủ đấy thì chắc là đến Văn Cường phải lên rồi. Cường nếu mà so với các đàn anh vào thời điểm hiện tại ấy, ngoài kinh nghiệm thi đấu ra nếu có thì nó vấn đề một chút về cái sức mạnh. Cường hơi nhỏ người hơn một chút, cái độ dày về mặt cơ thể, cái sự tích lũy về độ dày cơ thể nó dẫn đến cái chuyện là cái lối chơi của Cường nó sẽ phải khác. Nó sẽ không gọi là dùng sức nhiều, không gọi là va đập nhiều, mà cần phải lựa chọn một cách chơi nó khôn ngoan hơn, nó gọi là hợp lý hơn. Vẫn có thể đánh gần, nhỏ không có nghĩa là không đánh gần, đúng không? Không cần phải lôi đối phương ra ngoài sát đường biên làm gì cả. Và xu hướng của bóng đá hiện đại thì người ta càng ngày người ta càng tách rời ra khỏi cái đường biên dọc ấy. Vì người ta tiết kiệm quãng đường bằng việc người ta đánh vào cái hành lang trong và luồn vào trong đấy thì cái đường đi của di chuyển ấy chúng ta tiết kiệm được. Ngoài ra thì cái tính sát thương, tức là cái khả năng mà tạo ra cái độ đột biến nguy hiểm của những người lọt vào trong đấy nó cao hơn. Tất nhiên là người ta phải đòi hỏi những pha phối hợp nó chính xác hơn. Nhưng mà phối hợp ở đấy mà nó khoảng 3 lần, 5 lần, 7 lần thì khả năng thành công nó cao hơn. Nếu bây giờ nếu chúng ta cứ lôi ra ngoài biên ấy thì chúng ta có thể còn đất đá, nhưng trên thực tế là chúng ta tạt một quả bóng từ ngoài biên vào với khoảng cách cỡ khoảng 40 50 mét ấy, thì rõ ràng sai số nó cao hơn rất nhiều. Đấy thì đâm ra là tại sao bây giờ ấy, xu hướng người ta chơi là người ta phải chơi vào trong. Vào trong nhiều hơn. Thế còn không phải là người ta bỏ hoàn toàn ở ngoài. Thế nhưng vấn đề chỗ là để tăng được cái xác suất thành công ấy, thì người ta phải tấn công vào trong. Đấy, chứ người ta tấn không phải là người ta không dám tấn công bên ngoài biên, nhưng ngoài biên là khi mà người ta đã đá rất nhiều rồi và người ta áp đặt lên rồi và người ta cần phải có thêm những quả trúng góc thì mở ra ngoài ấy, thì thêm thì đã đành. Nhưng mà xu hướng thì những con người như Hồn Cường là xu hướng mà anh cho rằng là cái khả năng đánh vào trong, lấn vào trong ấy, nó sẽ cao hơn. Ngay cả bên phải là Hồ Văn Cường hay là bên trái, nếu như trường hợp mà Khuất Văn Khang mà đá thấp chơi như một tiền vệ ở biên ấy, thì cái xu hướng lớn vào trong ấy nó cũng sẽ là một cái giải pháp. Anh làm em nhớ đến Zinchenko này, Juan Cancelo này, những cầu thủ đấy hay có xu hướng. Họ cũng đều không phải là những người quá nhỏ. Đúng. Nhưng họ phải hiểu được rằng là đi ra ngoài biên, đi sát ra ngoài biên ấy, thì họ mất rất nhiều thời gian, thể lực. Và bên cạnh đó là cái xác suất của quả chuyền ấy thấp hơn rất nhiều. Còn em nhìn thấy tất cả những cái quả truyền bây giờ tầm truyền bóng hiệu quả là nó đâu đó gần với cả cái vạch 16-50. Chứ còn bây giờ mà đi ra ngoài thì tạt quả bóng xa lắm. Tức là bí lắm thì mình mới phải. Thì tất nhiên khi ở bên trong nó mỏng mà có khoảng trống thì người ta sẽ tạt. Đấy, nhưng mà nếu như bên trong nó đang đủ dày như thế mà đứng bên này mà tạt câu bóng đấy thì nói chung là mình biếu bóng vào cho đối phương thôi. Trong bên trong thì thường bây giờ người ta cũng bố trí rất là nhiều các cái cầu thủ phòng ngự, thành ra chứ để thủ môn mà. Đấy. Em tạt một bóng ở sát ngoài biên ấy, thì thủ môn người ta gọi là có nhiều thời gian người ta quan sát. Đúng. Người ta đọc được tình huống và người ta có thể can thiệp. Mà bóng bổng mà người ta có lợi thế về đôi tay nữa, tầm vóc người ta không thấp thì em quá là em biếu người ta. Mà em tạt nhiều ấy, thì chỉ đem cho người ta thêm sự tự tin thôi. Đúng. Hồ Văn Cường có lẽ là sự lựa chọn ở hành lang cánh phải không khác được. Vậy còn hành lang cánh trái đi. Thực ra đây là một cái vị trí mà em đang nhìn cái danh sách của U23 lần này thực sự là rất là ít cầu thủ mà tại câu lạc bộ chơi ở cái vị trí thuần như này. Đúng. Có một vài những cái sự lựa chọn thì có cả Văn Toản, có cả Khuất Văn Khang. Không biết là anh lựa chọn ai đây? Trong quá khứ thì chúng ta đã từng thấy Khuất Văn Khang thi đấu trong áo của đội tuyển Việt Nam khi ông Philippe Tuzier mới cho vào vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng thực sự là nó không phù hợp. Vậy liệu có cái khả năng nào Khuất Văn Khang hay là ai đó ở đây không? Anh nghĩ là anh Hoàng Anh Tuấn anh cũng không gọi là muốn tỏ ra khác người ở đây đâu.
anh ấy sẽ chọn những người mà dù sao nữa có cái xu hướng chơi ở vị trí hậu vệ trái nhiều hơn. Chân trái đã. Chân trái thì đương nhiên, nhưng mà cũng là những người sẽ là có cái xu hướng đá như một hậu vệ phát triển lên. Chứ nói thật là từ xưa đến nay thì anh cũng thấy rằng là mặc dù lịch sử bóng đá Việt Nam đã từng có những cái trường hợp là cầu thủ tiền đạo về đá ở vị trí hậu vệ biên rồi, nhưng hầu hết thì đó không phải là những cái giải pháp mà nó thực sự là xuất sắc, không thành công, không độc đáo, không thành công lắm. Thế nên ra là chúng ta vẫn cứ hãy trao cái nhiệm vụ này cho những cái người mà có cái gọi là xu hướng phát triển từ trẻ, tức là từ đội gọi là đội 2 ấy, đội trẻ. Thì với trường hợp này anh tin là có khả năng Hoàng Văn Toản sẽ được xếp. Cái chi tiết mà em nói từ đầu chương trình giờ là những cái quả tạt của Hoàng Văn Toản ấy, anh cho rằng là đây chính là cái lý do đó. Khi mà đã xây dựng cái phương án tập thì đấy là tình huống cố định. Tất nhiên tình huống cố định thì nó chưa phải là một cái nó hoàn toàn. Thế nhưng mà bây giờ ông đã xây một cái ông mà chuyên đá quả đá phạt rồi thì thường ông ấy khả năng ông ấy phải đá chính. Đúng. Chứ chả nhẽ ông ấy gọi là lôi bóng dự bị vào đá phạt à? Không phải. Thế ra là cái xu hướng này khả năng là Hoàng Văn Toản sẽ là người đá bên trái. Bên trái mà đá 4-4-2 thì anh nghĩ là Hoàng Văn Toản là đáp ứng được, phù hợp. Bởi vì là Công an Hà Nội cũng đá như thế. Thế ra là Toản là một người mà cái tầm vóc của sức vóc của Toản anh cho rằng là nó cũng tương đối tốt. Thì chơi ở đây là được. Nhiều người cũng đang thấy là Văn Toản cũng đang là một cầu thủ khá lên chân. Cậu này cũng có thể chơi được vị trí tiền vệ trung tâm. Đấy, cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Mà em được các bạn Công an Hà Nội cũng chia sẻ rằng cầu thủ này là cầu thủ có thể lực rất là tốt. Đó. Đấy là một chi tiết rất quan trọng. Đấy là điều rất quan trọng. Đấy. Nhưng anh thì anh không dám chắc rằng là anh Tuấn anh ấy dám mạnh dạn để sử dụng Toản như là một trường hợp của Zinchenko. Cái đấy là một cái khó, bởi vì là bóng đá Việt Nam mà nó chưa đạt đến một cái chuẩn để mà cải hệ thống nhá. Cầu thủ ấy chơi một phần thôi, nhưng mà muốn phục vụ những cái việc đấy thì phải có người bù, người di chuyển, người để bù các cái khoảng trống vị trí ở những cái thời điểm khác nhau. Nhưng mà cái xu hướng của một cầu thủ tiền vệ trung tâm ấy, nó lại là giúp cho Toản ở một số thứ, ví dụ như là khả năng xoay sở. Đấy. Cái tư duy xoay sở của một người chơi vị trí tiền vệ trung tâm ấy, nó có thể sẽ giúp cho bạn ấy đá một cách hiệu quả. Quan sát tức là nó khác, xác định được các cái vị trí và khoảng cách của các đồng đội. Đấy thì có thể là một yếu tố. Và thứ hai nữa, nói là tiền vệ trung tâm thì phải biết xử lý quả bóng, tức là biết chuyền quả bóng. Nó ở một cái tiêu chuẩn như thế nào đó. Nó chia bài, nó điều phối. Có thể là nơi chơi trực tiếp ở trung tâm người ta không có nhiều lắm những cái quả bóng giàu tính chiến thuật, nặng tính chiến thuật, nhưng những cái pha giao nhận của người ta nó phải đạt được một cái hệ số an toàn. Đấy, thì cái vị trí đấy nó ít nhất là trong cái việc mà luân chuyển ở phía dưới lên với Toản là có thể tạm yên tâm thêm một việc nữa. Và cuối cùng, những quả đá phạt góc mà chúng ta một lần phải nhắc lại, nó lại là những cái quả bóng mang tính quyết định, những quả tạt, những quả assist. Đấy, thì anh nghĩ là Toản có thể đáp ứng được. Còn với Toản là tạt bóng, còn với Cường bên phải là đột phá. Đấy cái xu hướng đấy là cái xu hướng mà mình có thể gọi là đoán được cái hướng chơi như thế. Đấy, có nghĩa là chúng ta chơi bên phía cánh trái thì chúng ta sẽ phải là tổ chức lên đều, chồng. Đấy, lên nhiều và thể lực của Toản có thể là giải pháp để lên đều. Bên phía cánh phải, cái thể lực của Cường không phải là tệ, nhưng Cường sẽ không phải là cái phương án mà cùng với người bên phải là cứ đột phá nhiều, tức là lên trồng góc nhiều, mà phải đánh lấn vào trong và có thể là kéo sang bên trái đá nhiều hơn để rồi là đột biến ở bên phía góc phải, tức là nó phải có cái quả đổi cánh nào đó và Cường là phải tấn công vào cái đách trung lộ. Đấy thì đấy là cái hình dung ban đầu của anh nhé. Nhưng mà cái miếng chiến thuật này thì đội cô ép nếu có dịch tiếng Việt thì cũng phải xem sao. Nhưng mà mình lại thành ra mách nước. Không, em rất là đồng quan điểm với anh. Thực ra là Hồ Văn Cường em nhớ có cái trận đấu gặp U23 Myanmar tại SEA Games của chúng ta tại Campuchia ấy, là đột phá lên xong đầu ghi bàn ở hành lang cánh phải vào. Đúng. Đấy là một cái đấy là sở trường của Cường, rất nhiều cái trận đấu như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các tiền vệ. Anh lựa chọn 4 tiền vệ cho cái vị trí này. Em thì em lại lựa chọn có 2 thôi, bởi vì sơ đồ của em là 3-4-3. Em nói trước là em lựa chọn Thái Sơn và Khuất Văn Khang là 2 tiền vệ trung tâm. Thực ra em hơi lấn cấn một chút ở cái vị trí Khuất Văn Khang, vì em nghĩ rằng ở đây ấy, nên thêm một cầu thủ nữa gọi là sức vóc hơn một chút, cao giáo hơn một chút, thì em lại thích cái cầu thủ Văn Trường mà cái bảng đội hình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi cho chúng ta là đang là xếp Văn Trường vì tiền đạo ấy. Thì em lại thích xếp Văn Trường đá cạnh Thái Sơn. Vì cặp này em cảm thấy là có đủ sức vóc. Mà thực ra Văn Trường em thấy nếu đá vị trí tiền vệ như thế này ấy,
có đủ khả năng để va chạm với đối thủ và có thể kiến tạo được cho các cầu thủ khác nữa. Em đang muốn đá 4 tiền vệ đúng không? 4 tiền vệ tức là 3-4-3. Em là 3-4-3. 3-4-3 thì bản chất nếu anh xếp 4-4-2 thì nó cũng có một cái gì tương tự. Tương tự. Ở vị trí giữa sân đúng không? Gần tương tự thôi. Thì thực ra là đầu tiên đúng không, mình phải nói là cái chỗ cái đáy ấy. Thì ai là người đá? Thì tiền vệ thu hồi bóng. Thu hồi. Đấy thì có lẽ là bây giờ không ai hơn Thái Sơn được. Bởi vì là cái trải nghiệm thi đấu, cái sự hiểu biết về cái mô hình thi đấu, cái ý tưởng chơi của cả hơn một năm qua, cả U23 cũng như là đội tuyển quốc gia, thì Thái Sơn là người đá nhiều nhất. Nhưng cấp câu lạc bộ thì Thái Sơn cũng đá ở cái vị trí đấy. Thế nên là nên là Thái Sơn, đừng nên là ai khác cả. Và hãy anh nghĩ rằng là Thái Sơn hãy cố gắng chớp lấy cái cơ hội này để mà khẳng định cái vị trí của mình, để mà nuôi cái khát khao của mình, để có thể gọi là khẳng định được cái tầm mức của mình ở bóng đá Việt Nam. Bởi vì nếu như không khẳng định được U23 lần này, anh không tin là Thái Sơn sẽ tiếp tục được quay lại đội tuyển. Bởi vì cái vị trí đấy của Thái Sơn, dù sao nữa mình vẫn cảm nhận được rằng là ông Juji ông ấy cực đoan. Ông ấy cũng yêu gái Thái Sơn, nhưng bản chất là ông yêu gái cho những người trẻ nói chung, chứ chưa hẳn là vì vấn đề là cá nhân một ai đó, mà ông ấy muốn áp đặt một cách gọi là cực đoan cái quan điểm của ông ấy, dẫn đến chuyện là Thái Sơn được lợi. Vậy thì hãy cố gắng để nắm bắt một cái cơ hội lần nữa ở vòng chung kết giải U23 châu Á, đúng cái lứa tuổi của mình, hãy chơi đúng bằng cái năng lực của mình, và qua đó thì giành giật lấy cái cơ hội để mà tiếp tục khẳng định ở cái tầm cao hơn là đội tuyển quốc gia. Đấy, thì anh nghĩ là Thái Sơn một giải pháp. Giải pháp tiếp theo thì trong số những con người này ấy, thì chúng ta thấy là có một Đức Phú cũng có thể đá ở vị trí này. Đức Việt. Đức Việt của Hoàng Anh Gia Lai cũng chơi ở vị trí này. Rồi không nhầm thì Võ Hoàng Minh Khoa cũng là ở đây. Đấy, thì và còn những người còn lại thì như là Hoàng Văn Toản, Vân Cường thì chúng ta đã xếp là hậu vệ. Là hậu vệ biên rồi. Tức là người có thể nhô lên. Đấy, nếu mà đá 3-4-3 thì là chắc chắn cũng vẫn ở vì hai biên đấy. Nếu như mà đá 4-4-2 như cách nghĩ của anh, cách hình dung của anh ấy, thì họ sẽ đá hậu vệ. Thế còn với những tiền vệ biên khác thì sẽ là những cái sự lựa chọn khác, có thể là kéo tiền đạo xuống. Thế nhưng mà với anh thì anh nghĩ là vẫn sẽ là 4-4-2, thì phải là Thái Sơn trước hết. Và nếu như có một cái sự dự đoán nào khác, vì em vừa nói là Khuất Văn Khang đúng không? Đúng ạ. Anh không tin lắm với cái việc mà đưa Khang vào trong này. Không nên. Phí. Không nên giải pháp như Khang thế. Khang thì thực ra là cũng rất phù hợp để chơi kiểu tấn công nhiều hơn. Anh nghĩ là Khuất Văn Khang nếu là 4-4-2 thì sẽ là biên trái. Biên trái. Và nếu là 4-3-3 thì đương nhiên sẽ là góc trái. Đấy thì sẽ phù hợp hơn. Đấy, thì còn với xu hướng của anh bây giờ thì anh vẫn đang nghiêng một chút về 4-3-3. Hoặc là 4-4-2. 4-4-2 thì là Khang ở bên trái. Ở giữa sân là Thái Sơn và một người nữa đi, thì anh cho rằng có thể sẽ là Đức Phú của Công an Nhân dân. Một con người cũng rất là mạnh mẽ. Đúng rồi. Dám va chạm. Đấy, thì trong cái cuộc chơi này là cuộc chơi mà nếu như bây giờ mình cần phải dùng sức. Mà chắc chắn trẻ là về sức thôi. Trẻ là tất nhiên, trẻ thì còn phải có cả sự gọi là phát triển về mặt tư duy, về gọi là sự thông minh, sự trưởng thành về hiểu trợ về lối chơi, nhưng mà quyết liệt, thể lực. Đấy, và cái sự táo bạo, nhưng mà táo bạo nó phải trên cơ sở là mình phải có sức đã. Chứ mình nói thật bây giờ mà anh nói nghe là mỏng và thể lực ấy, khó đá lắm. Đấy. Hơi thua thiệt so với thua thiệt rất khó. Vì mình chạy độ khoảng gọi là 30 ngoài 30 phút mà thể lực mình xuống ấy, thì gọi là chân nó không làm việc theo cái đầu mình được. Đấy, mà chưa kể bên cô web mà người ta chơi theo kiểu rắn chẳng hạn ấy. Đúng rồi. Nhìn chung là mình anh thiên về cái hướng là những người mà làm việc nhiều với cấp độ đội tuyển, đương nhiên trải nghiệm nhiều ở thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ, thêm một tí nữa là phải thể hình. Sức chịu đựng. Tức là cặp tiền vệ trung tâm của anh em đang thấy là nó rất chắc chắn. Đúng rồi. Một người thu hồi bóng, một người có thể sẵn sàng gọi là va chạm, và cái ý tưởng sáng tạo nó sẽ đến từ các cái cầu thủ như Khuất Văn Khang ở cánh. Đúng rồi. Cái gọi là ý tưởng để mà tạo ra những đường kiến tạo ấy. Đúng rồi. Thế thì anh đang lựa chọn Khuất Văn Khang ở cánh trái. Thế còn cánh phải anh đang nói là 4-4-2 thì là sẽ là ai ạ? Cái này là một cái mà nó tương đối là linh hoạt. Nó không hoàn toàn là một người bên phải thuần túy, bởi vì chúng ta nhìn thấy kể cả hàng tiền vệ cũng như là tiền đạo của chúng ta, nó có rất nhiều người chơi được vị trí này, nhưng nó không hoàn toàn là một cầu thủ chạy cánh.
Đấy, vì cái cách đá của chúng ta ấy, nó có thể nó được chuyển theo nhiều hiểu theo nhiều cách khác nhau, có nghĩa là chúng ta có thể đá dày ở giữa sân, lệch sang bên trái và bên phải là cái chỗ để cho anh Hồ Văn Cường anh lên khoảng trống tạo khoảng trống như thế. Nhưng dù sao nữa, nếu mà xếp đội hình ấy, thì nó vẫn có một cái sự cân đối đúng không, mà đưa vào thì mình vẫn có thể vẫn có. Thì ở cái xu hướng mà đá bên phải, xuất phát bên phải ấy, thì nó có thêm hại một cái ý nữa là chúng ta có rất nhiều người thuận chân trái thì có thể đá trái chân ở chỗ này được không, ví dụ như trường hợp của Bùi Vĩ Hào chẳng hạn nhé. Đấy, anh nghĩ là kể cả Khuất Văn Khang thì, nhưng mà Khang mà khi mà đá lệch bên phải, tức là đá nghịch chân ấy, thì không hay lắm. Bên kia thì tốt hơn đúng không? Thế đấy là một cái tính toán, nhưng thôi mình lựa chọn một cách nó thông thường hơn đi, tức là những người mà có xu hướng chơi bên phải nhiều hơn thì cái giải pháp như em nói về trường hợp của Văn Trường là có thể nhé, là có thể xếp trong đội hình cơ bản nhưng nó luân chuyển lại, nó điều chỉnh ngược lại, và lúc đấy có thể là sẽ là 4-2-3-1 gì đó. Thì hiện đây cái chỗ này là cái chỗ mà Văn Trường có thể đá, tức là gọi là chọn một cái đội hình để có một người đứng ở đấy thì ra sân sẽ phải là ông Văn Trường đứng ở cánh phải. Khả năng đấy là với anh là có thể xảy ra. Và một trường hợp nữa với anh là ở vị trí này ấy, anh nghĩ là có thể là Quốc Việt của Hoàng Gia Lai. Quốc Việt. Có thể. Cũng là một cầu thủ chơi tiền đạo nhưng mà hoàn toàn có thể di chuyển ra đấy để đá. Đúng rồi. Đấy thì đấy là cái xu hướng của bốn người của anh. Thì anh nghiêng về trường hợp có thể khả năng là trường hợp của Trường. Của Việt, nhưng mà vì đây là những cái câu chuyện chúng ta nói thật là cái tính phỏng đoán của chúng ta rất là cao. Đấy, cao nên ra là chỗ này cũng là chỗ mà có thể có sai số. Ở chỗ giữa sân thì anh dám chắc hơn rất nhiều. Với trường hợp của Thái Sơn thì anh em mình đều chắc đúng không? Hồ Văn Cường Thái Sơn. Hồ Văn Cường đúng không? Vị trí thủ môn có thể là sẽ cũng có khả năng là tỷ lệ cao. Thế nhưng mà bắt đầu là trung vệ thứ hai là bắt đầu có vấn đề. Đấy. Đúng không? Hậu vệ trái có thể là toàn là tỷ lệ cao. Đấy, nhưng bắt đầu là sang đến tiền vệ trung tâm thứ hai là mọi chuyện bắt đầu nó có thể sai số rồi. Sai số rất đấy. Nhiều. Nhưng mà thôi thà nó sai số. Vâng, sai số mà đội ta tốt còn hơn, đúng không? Hy vọng ông Covet ông cũng đang giống anh em mình để cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có những cái bất ngờ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta anh thì còn hai tiền đạo, em thì còn tận 3 người, em lại chọn trước. Em còn 3 người thì em chọn đá lệch trái là Đình Bắc. Lệch phải em sẽ chọn là Quốc Việt và đá cắm em lựa chọn Văn Tùng. Đấy là 3 người mà em nghĩ rằng là sẽ chơi trong trận đấu đầu tiên của chúng ta. Đình Bắc thì em nghĩ rằng là không khó để mà chúng ta đưa vào cái đội hình này. Thực ra ngoài những câu chuyện bên lề thì chúng ta vẫn phải thừa nhận là Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ mà rất là tiến bộ cũng như là hay của bóng đá Việt Nam. Thế còn Quốc Việt thì em thấy là cái cảm giác mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn làm việc với Quốc Việt cũng rất là nhiều năm tháng rồi. Cái sự thích nghi và cái sự quen thuộc của Quốc Việt với cái triết lý chơi của huấn luyện viên Hoàng Tuấn em nghĩ là sẽ giúp cho Quốc Việt có được một cái vị trí chính thức. Thế còn thực ra ở cái vị trí tiền đạo cắm hiện tại đang có cả hai người, đó là Võ Nguyên Hoàng và Văn Tùng. Nguyên Hoàng thì không được chơi nhiều được như Văn Tùng. Em chọn Văn Tùng vì thực ra là đâu đó em thấy Văn Tùng cũng có cái khả năng chọn vị trí khá là nhạy bén. Chiều cao của Văn Tùng cũng là một cái lợi thế, và đặc biệt là với những cái cơ sở dữ liệu theo kiểu là cú web là một đội bóng chiều cao trung bình bị thấp, hay là chúng ta hay sử dụng những quả đá phạt góc như thế, thì Văn Tùng em nghĩ rằng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Anh còn hai tiền đạo. Anh thấy rằng là mấy cái sự lựa chọn của em nó cơ bản nó cũng rất là ổn, nhưng mà mỗi người thì đều có một cái xét góc nhìn khác nhau. Anh thì anh thấy là thế này, với trường hợp của Đình Bắc anh không có ý kiến gì khác về mặt chuyên môn. Đấy, nhưng mà việc sử dụng Đình Bắc vào lúc này ấy, là phải hết sức khéo léo. Anh nói thật là như thế. Những cái mà trải qua trong giai đoạn vừa rồi ấy, nó hoàn toàn là những thứ bất lợi cho cái sự nghiệp phát triển. Cách phát triển sự nghiệp của Đình Bắc ở cả cấp độ câu lạc bộ cũng như là cấp độ đội tuyển quốc gia, dùng những cầu thủ trẻ nếu như không khéo nó rất có thể sẽ dẫn đến cái trường hợp là họ bị chột hỏng, họ bị hỏng hỏng từ cái tinh thần, cái tâm lý, cái đầu của họ, đến cái hỏng những cái chuyện khác về mặt chuyên môn. Từ cái việc mà sân cỏ không tốt thì tự nhiên bên ngoài nó lại cũng không tốt nữa, nó kéo theo rất nhiều những cái chuỗi không thành công. Mình thì bây giờ mình cũng đang ở mình có góc độ người quan sát, mình cũng không thật sự là nắm chắc chính xác rằng là cái chuyện là thực tế nó đang cái điểm nút thắt nó ở đâu. Nhưng bây giờ nói gì nói, nếu như mà sử dụng con người mà cầu thủ ấy mà chơi tệ thì nó sẽ còn tệ nữa, rất nhiều thứ khác nữa. Đấy là một cái điều rất là nhạy cảm đấy, nên là phải hết sức là khéo léo. Nếu như chuẩn bị tâm lý tốt, nếu như thực sự được cái quá trình tập, tức là tích cực, hiệu quả trong tập nhé. Tập với thi đấu thật nó vẫn có khác nhau. Nhưng ít nhất là phải có nhìn thấy trên sân tập, nó thực sự là
là khát khao, thực sự là cảm giác, thực sự là có cái tính thích nghi với cả cái hệ thống mà huấn luyện viên người ta gọi là đề cập, người ta tính toán ấy, thì anh nghĩ là mới dùng. Chứ còn nếu không là sẽ rất gọi là dở, rất nhiều việc dở cho đội chung, cả đội nói chung thì đã hình rồi, nhưng mà dở cả trong cái câu chuyện cá nhân nữa. Nhưng anh vẫn cũng đồng ý với em rằng là nếu như xếp Đình Bắc thì nên xếp lệch bên trái, hoặc nếu có đá 4-4-2 thì Đình Bắc cũng sẽ là người hoạt động rộng hơn, cơ động rộng hơn, đá thấp hơn so với người đá cắm. Và người đá cắm theo trường hợp, theo trong cái tình huống này thì về mặt kinh nghiệm, về mặt trải nghiệm thi đấu, về khả năng chiếm lĩnh không gian và chơi với vai trò của một người giải quyết cả pha bóng cũng như là kết nối với các vệ tinh để đảm bảo các tình huống bóng hai, thì nghĩ là Văn Tùng là một lựa chọn nhỉnh hơn so với Võ Nguyên Hoàng. Cho dù Võ Nguyên Hoàng là người có tầm vóc tốt hơn, đè được quả chân trái mà đúng ấy thì cũng lợi hại đấy. Thế nhưng mà trường hợp của Võ Nguyên Hoàng anh nghĩ là nó nên để ở phương án 2 dự bị, vì cái phương án đấy là một cái phương án mà cần phải tăng thêm sức nặng cho những đợt tấn công, tăng thêm cái áp lực từ những tình huống bóng bổng, tăng thêm những tình huống áp lực mà sử dụng cái thể hình để đè. Vì cái cách đá của Võ Nguyên Hoàng là một cái cách đá mà nếu như mà biết phát huy tốt, biết gọi là đặt đúng chỗ ấy, thì nó như là tây đá với ta ấy. Mình cứ hình dung như thế, ngoại binh ấy. Đấy là cũng không phải đơn giản đâu. Tất nhiên là để mà duy trì cái cảm giác đấy là cũng không dễ, vì đá vị trí tiền đạo nó khó, và trong khi đó trải nghiệm thi đấu của anh em thì nó cũng mức độ ít. Nhưng anh vẫn kỳ vọng là những con người như thế ở tầm tuổi như thế, nếu như mà thực sự là rèn luyện mà nó đến nơi đến chốn và được các thầy đặt đúng lúc đúng chỗ, thì không phải là không có những cái khoảnh khắc mà nhìn cầu thủ ta đá mà cứ tưởng là tây ấy. Anh nghĩ là như thế đấy, với trường hợp của Võ Nguyên Hoàng. Thế nên ra là nếu có thì sẽ là nếu là 4-4-2 hoặc kể cả là 4-2-3-1 thì anh nghĩ rằng là cao nhất là Văn Tùng. Hơi lùi xuống check bên trái là Đình Bắc. Và cái đội hình này nếu nó được chuyển lên thành 4-3-3 thì sẽ là Quốc Việt đẩy lên. Đấy, đúng không? Rất hợp lý. Thì lại là đúng như cái lựa chọn của em rồi. Đúng. Là ba tiền đạo là Tùng ở giữa, Bắc bên trái, Việt bên phải, và Trường sẽ là người đá ở vai trò người tiền vệ gọi là tấn công. Đúng không? Kiến tạo đấy. Văn Trường là tiến kiến tạo, còn ở quét ở dưới là Thái Sơn là Đức Phú. Em nghe cái đội hình của anh em thấy rất là chắc chắn và rất là cảm thấy nó có một cái sự gọi là cả phòng ngự mình đều chắc, thì nó phải cân bằng, nó phải cân bằng đấy. Ở đây nó có yếu tố trải nghiệm thi đấu nhá, ở đây nó có yếu tố có quá trình gọi là phát triển cùng với đội trẻ trong 2-3 năm vừa rồi nhá, và gắn liền với cả anh Hoàng Anh Tuấn nhá. Đấy, và nó có yếu tố cân bằng, nhất là với cái việc chỗ là dùng thể hình, dùng sức chịu đựng để mà gọi là va đập trong một cái trận đấu nó có tính quyết định như thế này. Như vậy là em cả anh đã cùng chọn ra những cái đội hình rồi. Thì bây giờ em đang thắc mắc một chút là theo quan điểm của anh, cái yếu tố nào sẽ giúp cho chúng ta đánh bại được Kuwait? Ý của em là mình sẽ dùng nhiều vấn đề liên quan đến gọi là bóng bổng, hay là mình sẽ dần dùng nhiều những vấn đề liên quan đến gọi là ban bật, đập nhả, chiến thuật và tấn công trung lộ? Anh thì nghĩ là không, ở trong một trận đấu đầu tiên thì để mà khẳng định rằng là chúng ta sẽ chơi như thế nào, và đặc biệt là chơi mà lại nhỏ nhuyễn ấy, là điều khó. Khó, trận đấu đầu tiên mà. Trận đấu đầu tiên thì nói thẳng ra là đội nào, nhất là với bóng đá trẻ, đội nào cũng khó. Nhất là những cái đội mà nó ở cái tầm như chúng ta với cả họ, tức là nhàng nhàng với nhau. Mình cứ song phẳng nói như thế, chúng ta không phải là Hàn Quốc, chúng ta không phải Nhật Bản, chúng ta cũng không phải là Ả Rập Xê Út để mà nói rằng là chúng ta ở tầm trên để mà yên tâm rồi. Cái form biểu mẫu của chúng tôi là chuẩn rồi, cứ đem ra áp dụng cái là nó sẽ đâu ra đấy. Nhưng trên thực tế là bóng đá trẻ nó sẽ có sai số. Đội nào vượt qua được cái yếu tố đó nó sớm hơn thì đội đó dễ đạt được cái mục tiêu của mình hơn. Thế nên ra là nếu như mà đặt vấn đề rằng ngay trận đấu đầu tiên chúng ta sẽ đá được nhiều những cái quả nhỏ nhuyễn ấy, anh nghĩ là khó. Và đấy sẽ không phải là cái mục tiêu của các huấn luyện viên đâu. Họ sẽ không cố gắng chơi như vậy. Còn nếu như xuất hiện 1-2 tình huống thì hoàn toàn có thể. Bởi vì anh em chơi với nhau nhiều rồi ấy, nó là những cái tổ đá ấy mà. Thì đúng vào cái lúc đấy cái tình huống xuất hiện thì anh em gọi là ngẫu hứng lên, anh em linh hoạt lên thì có thể là 1-2 gì đấy có thể ra được phá bóng.
Nhưng cái yếu tố đấy nếu có, một là nó phải rất hay, hai là nó thường xuất hiện khi mà chúng ta đã có một thế trận tốt, chúng ta đã có một sự khởi đầu tốt, chúng ta thậm chí đang dẫn trước, thì nó mới có cái tiền đề cảm hứng để mà chơi như vậy. Còn nó phải chơi kỷ luật. Anh nghĩ là kỷ luật là một yếu tố rất quan trọng và câu lạc viên cần phải đặt ra những cái yêu cầu về mặt kỷ luật. Và chính anh cũng mong muốn là anh Tuấn phải áp đặt được cái tôi kỷ luật ở đây. Kỷ luật ở đây chứ không phải là cực đoan nhé. Kỷ luật ở đây là tổ chức các cái cự ly đội hình cho nó chuẩn, cách tiếp cận trận đấu, cách đặt vấn đề cho nó chính xác, và khi đã điều chỉnh rồi và đã chính xác đây là cái mục tiêu rồi thì phải đánh cho nó đúng cái mục tiêu đấy. Và ở trong cái mục tiêu đấy thì những pha phối hợp này, khả năng di chuyển để tạo khoảng cách này, cũng như là cái điểm để đánh vào ấy, nó phải chính xác, nó phải được tuân thủ, nó giảm thiểu những cái thứ gọi là thiếu tính toán, thiếu gọi là quy tước, tính quy ước, tính quy tắc. Ví dụ như là chạy không bóng thì ông chạy làm như cái yếu tố này. Tại sao anh muốn nói chuyện đấy? Bởi vì là anh dưới bàn tay của một huấn luyện viên người Việt Nam hiểu vấn đề hơn thì các cầu thủ sẽ làm một cách chính xác hơn. Thì những con người ví dụ như Đinh Bắc chẳng hạn cũng giảm bớt những yếu tố nó thuộc về gọi là chủ nghĩa tự nhiên, những cái thứ nó bản năng. Ngẫu hứng nữa? Không, ngẫu hứng là một chuyện khác, bản năng là một chuyện khác. Đấy, ngẫu hứng là đôi khi là thế này, là anh cần phải tấn công mà anh phải hơi gọi là phiêu một tí, nhưng cái phiêu đấy nó trong giới hạn có thể thôi. Còn ít nhất là thế này, là các cái yêu cầu về mặt chiến thuật, khi ông cần phải chạy không bóng, ông phải luồn ở sau lưng hay ông đi đằng trước mặt, ông làm cái gì người ta đã nói rồi thì ông cố gắng mà thực hiện một lần hai lần để nó vỡ cái vấn đề ra, tránh cái việc mà ông cầm quả bóng đi cỡ khoảng 30m 50m mà không biết làm gì, dẫn đến những cái tình huống một là phí khi cơ hội tấn công, hai là mất bóng, vỡ cả một cái thế trận chẳng hạn như thế. Đấy, thì những cầu thủ như Đình Bắc chẳng hạn cần những con người như anh Tuấn, và anh cũng hy vọng rằng anh Tuấn anh sẽ trả Đình Bắc trở lại đúng với một cái trạng thái cần thiết để phát triển. Như vậy là cái dự đoán của anh là chúng ta sẽ chơi một cách kỷ luật và làm sao chúng ta, nhưng cái xu hướng như lúc nãy anh từ đầu chương trình em nói rồi, sẽ khả năng sẽ là tấn công từ hai biên trước, tấn công từ hai biên, và cái tầm vóc của chúng ta như thế thì chúng ta sẽ chơi, có thể phải chơi bóng bổng. Tức là bóng bổng ở đây không có nghĩa là bây giờ không chẳng ai người ta tạt quả bóng vống lên như thế này đâu. Người ta sẽ tạt ở một cái tầm có nhiều điểm cắt hơn. Đấy. Và chú ý đến các cái tình huống bóng hai. Bởi vì khi mà Văn Tùng vào cắt ở trong ấy thì có nghĩa là cần phải có thêm vị trí đằng sau, vị trí đằng trước, và tất nhiên là cả tiền vệ phải nhô lên một chút nữa. Cái bóng nhả ra mình bóng hai, bóng hai. Như vậy thì anh sẽ dự đoán là đội tuyển của chúng ta chơi chơi với cái phong cách như thế thì tỷ số anh nghĩ là sẽ như thế nào? Anh nghĩ là có thể sẽ có trận thắng cho U23 Việt Nam. Cho dù có thể là một trận thắng nó không lớn, nhiều có thể chỉ là hai quả thôi. Còn nếu không nó khi anh chỉ cần một bàn thôi, không có vấn đề gì cả. Vì nên nhớ một lần nữa, đây là trận đấu đầu tiên, khó cho cả hai bên, khó cho chính chúng ta. Khởi đầu một cái chiến dịch không hề bé, đúng không? Và trong một cái tâm thế mà chính anh Hoàng Anh Tuấn anh đã nói trong cái buổi nhậm chức của anh rồi, đây là lúc mà U23 đang lĩnh cái trọng trách, gọi là lấy lại niềm tin cho cả một nền bóng đá. Cái sức nặng ấy lớn lắm. Đấy, thầy lẫn trò để vướng. Tất nhiên họ có cái lợi thế, anh Tuấn cũng có cái lợi thế nhất định, bởi vì là khi mà nó đã gọi là chạm đáy rồi thì bây giờ anh ấy xây dựng trên một cái nền tảng là ồ chẳng cần mất lo mất cái gì cả. Nhưng nói thế thôi chứ vẫn là áp lực. Thế nên ra là chắc chắn và cố gắng giải quyết trận đấu thì chúng ta sẽ lấy lại được rất nhiều thứ, niềm tin của chúng ta, sự tự tin của chính bản thân chúng ta trong cái việc mà phát triển về bóng đá cũng như là phát triển ngay từ cái giải đấu này. Nên anh nghĩ là đá chắc chắn và thắng với cách biệt tối thiểu thôi cũng đã là rất thành công. Em cũng rất đồng quan điểm với anh, em nghĩ là trận đấu đầu tiên như thế này thì đầu tiên chúng ta cứ đừng để ghi bàn. Đấy là một cái điều mà chúng ta nên cố gắng. Còn đương nhiên thắng là cái điều em cũng nghĩ là chúng ta sẽ thắng với tỷ số cách biệt một bàn. Với một cái đội bóng như Kuwait này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đấy. Vậy ai sẽ là người ghi bàn anh? Đây là một câu hỏi thú vị. Anh nghĩ rằng là chúng ta có nhiều sự lựa chọn đấy. Nếu như một ngày mà thăng hoa mà Đình Bắc có thể làm được nhiều điều lắm. Thế nhưng mà anh cho rằng nếu như được sự lựa chọn, nếu được xếp đá chính và trong cái thế trận mà nó chưa hoàn toàn là mượt trong ngày đầu này thì cái vẻ ngoài nó có vẻ hơi khô khan, nhưng mà nó lại là rất hiệu quả của Văn Tùng, nó lại có thể có cơ hội phát huy. Đấy, anh thích cái cách đá của cầu thủ này, nó không rườm rà,
nó biết đơn giản cách, lắm, nó biết cách lựa chọn nhạy cảm với cái vị trí, nhạy cảm với cái, còn nói thẳng ra là vị trí, cách gọi là cái gọi là hoàn toàn cái phong cách chơi của Văn Tùng nó không đem đến chúng ta một cái sự yên tâm, theo nghĩa là nó mượt, nó quá tinh quái. Câu này hơi vụng về. Nhưng mà vấn đề chỗ là bây giờ ở độ tuổi đấy phát triển như thế thì như thế cũng anh cho rằng là cũng là hợp lý rồi. Vấn đề là có khả năng đánh hơi thấy cái cơ hội, chọn được vị trí tốt và giải quyết vấn đề của mình một cách đơn giản, cho dù nó là một cái quả bóng mà nó không cần phải là quá tiêu chuẩn làm gì cả, vấn đề là bàn thắng. Đấy thì anh nghĩ rằng Văn Tùng có thể sẽ lại là người giải quyết cho chúng ta. Còn bóng đá mà anh nghĩ là có thể là có rất nhiều khác, có thể cả cái giải pháp mà bóng bổng mà chúng ta đã bàn đến rồi, các trung vệ của chúng ta lên giải quyết các cái pha bóng đó tầm cao còn loanh quanh cỡ gần 1m9 như thế thì tại sao không, đúng không? Thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng nếu như buộc cần phải đưa ra một lựa chọn, anh lựa chọn Văn Tùng. Em nghĩ là cái bàn thắng nó sẽ đến từ những cái pha mà chúng ta đã tập rất kỹ, đó chính là những phạt góc ấy. Và em nghĩ rằng là ngoài Văn Tùng ra thì còn có cả thêm khả năng có cả Lê Nguyên Hoàng như anh lựa chọn lúc đầu ấy. Đấy là một cầu thủ có chiều cao rất là tốt. Anh hoàn toàn ủng hộ cái chuyện này. Và khi mà Tết Trần nói cái chuyện này thì anh lại phải mở rộng thêm một câu chuyện nữa. Tại sao lại có các quả bóng bổng? Chúng ta nói rồi, tầm vóc của cầu thủ chúng ta, đúng không? Nhưng mà muốn có được các quả phạt góc thì chúng ta phải đá ở đâu? Phải ở hai biên. Đá biên. Nếu như em cứ nhìn con số thống kê xem làm gì có cái chuyện mà nhiều phạt góc nếu như chúng ta chỉ chơi trung lộ. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta phải chơi tấn công biên thì nó mới ra quả phạt góc. Mà tức là khi mà chúng ta đã đánh ở biên, họ vẫn đang phòng ngự tốt, quả bóng nó vỡ ra, đá ra biên thì bắt đầu chúng ta khai thác từ quả bóng cố định. Đúng không? Thì đó vẫn là một cái cách tiếp cận trận đấu, một cái cách để tiếp cận khung thành đối phương và có cái sự kết thúc. Một quả chưa ăn thì có thể đến quả thứ 5, quả thứ 7 vẫn có thể là giải quyết được. Chứ còn nếu như bây giờ chúng ta cứ đá lờ vờ ở đâu đó thì chúng ta chẳng có một cái sự lựa chọn nào cả. Đá biên, tấn công biên mà quả có đánh đâu, nó có phải đâu phải là xấu đâu. Mọi người cứ phải quan niệm rằng là cứ phải phối hợp như là Man City với cả Barcelona thì mới là hay, đâu có phải như thế, đúng không? Không phải ai cũng đá như thế, mà vấn đề chỗ là bây giờ là có nhiều cái con đường để đi vào khung thành đối phương thì ngoài biên cũng vẫn là một cách. Còn khi mà chúng ta đã đủ tự tin rồi, gọi là dầu nó bơm lên mà nó trơn rồi ấy, thì rất có thể chúng ta sẽ đá trúng lộ, đá ở nách trúng lộ. Tấn công biên và dẫn đến phạt góc có lẽ là những cái điều mà em nghĩ rằng hoàn toàn là chúng ta có thể nhìn vào đấy để chúng ta tin tưởng là đội tuyển của chúng ta có được những bàn thắng. Đây cũng là những cái dự đoán đầu tiên của bình luận viên Quang Tùng cũng như là tôi trong cái Tết Trần Show, hy vọng rằng là thắng bằng cách nào cũng được, miễn là em nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là chúng ta có chiến thắng để niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng trở lại. Em hỏi anh thêm một câu là nếu trong trường hợp thắng đẹp đi, thắng tuyệt vời 2-0, 3-0 gì đấy, thì em đang suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên kỳ vọng gì vào đội tuyển U23 Việt Nam nếu như chúng ta có một trận thắng tuyệt vời ở cái giải đấu này? Anh vẫn không thay đổi cái quan điểm mục tiêu của chúng ta ở cái thời trước thềm của giải đấu, đó là vào vòng trong thôi. Đừng đặt ra một cái mục tiêu gì quá xa vời, bởi vì chúng ta điểm ngay đến cái tên mà chúng ta có thể sẽ phải gặp ở vòng sau là chúng ta thấy nó cũng không hề đơn giản như nào cả. Ả Rập Xê Út, Iraq và cả Thái Lan. Vâng. Đúng không? Thái Lan ở bảng đấy họ hoàn toàn có thể nằm trong cái hai cái đội dẫn đầu. Vâng. Và cái việc đó thì nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta lúc ấy là 50-50 và thậm chí là 49-51, đúng không? Thì nên là nghĩ xa quá, không cần thiết. Bây giờ chúng ta cứ giải quyết trận đầu tiên, sau đó trận Malaysia nếu như chúng ta giải quyết tốt nốt nữa, 4 điểm chẳng hạn hoặc thậm chí là 6 điểm, thế là chúng ta yên tâm cái việc vào vòng trong rồi. Không cần phải nhiều quan tâm nhiều lắm đến trận Uzbekistan nữa. Lúc đấy chúng ta mới nói chuyện là câu chuyện là chúng ta sẽ chuẩn bị lực lượng đá như nào. Khi đó nó là thể thức đấu loại trực tiếp rồi. Một trận đấu 90 phút, 120 phút phạt đền, cái gì cũng có thể xảy ra. Và thực tế là cái giải Thường Châu của ông Park với thế hệ vàng đấy của chúng ta có quá nhiều những trận đấu chúng ta giải quyết bằng phạt đền. Đúng. Đúng không? Thì nếu mà nói rằng là tầm mức bóng đá Việt Nam nếu được nhìn từ cái giải đấu đấy thì chúng ta đi qua các trận đấu là không thua nhiều hơn là câu chuyện là chúng ta thắng. Nhìn là chúng ta không thua là đúng nhất. Cố gắng là không thua. Thì đúng quá thế thôi. Đấy vẫn là cách tiếp cận mà, đúng không? Thì còn bây giờ vào lúc này thì như thế nào thì anh nghĩ là một lần nữa chúng ta nên đặt lại vấn đề là chúng ta hãy nghĩ chuyện là vào vòng trong trước hết là chúng ta đi đến đâu. Em hỏi câu đấy vì thực ra là rất là nhiều cái người hâm mộ người ta không có niềm tin. Và cái điều mong muốn nhất là khi mà đã có niềm tin trở lại rồi thì chúng ta phải thực tế như anh Tùng đã nói. Chúng ta khi mà thắng đẹp đến mấy chăng nữa thì chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng để cho rồi chúng ta lại phải thất vọng. Chính xác là như thế, bởi vì thực ra thì này thế này là nếu bây giờ mà cứ xếp tên của bóng đá Việt Nam
kể cả đội tuyển cũng như là giải trẻ ấy, thì rõ ràng là chúng ta vẫn đang ở cái mức độ tầm gọi là trung bình, thậm chí là giỏi lắm là trung bình khá của khu vực châu Á thôi. Có nghĩa là nó thấp hơn rất nhiều so với những đội bóng khác và nền bóng đá khác. Thế bây giờ chúng ta khiêm tốn, chúng ta đi thì chúng ta cứ giải quyết cái việc đầu tiên là qua được vòng bảng. Khi đó thì cái thể thức thi đấu nó sẽ là một cái chỗ dựa để chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta có thể phấn đấu được không, đúng không ạ? Chúng ta chơi một cách có thể chơi được ở mức độ là sòng phẳng, ở mức độ nào chúng ta gọi là có cách tiếp cận làm sao đó để chúng ta có lợi nhất có thể chứ. Khi mà đối phương cũng mạnh rồi thì dại gì mà chúng ta tạt bóng nữa. Chơi bóng bổng mức độ thôi, đúng không? Ở tạt, những vấn đề là tạt ở mức độ thôi. Còn khi đó chúng ta sẽ chơi kiểu như thế nào đó, để làm thế nào để chúng ta làm, vì mục đích là chúng ta phải vượt qua họ. Đá phạt đền thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu nhỉ, đúng không? Ai cũng có thể đá phạt đền mà, đúng không? Và khi đã đá phạt đền rồi thì là 50-50 lắm, hên xui lắm, nên ra là cái đội mà bị gọi là mong manh hơn, đội mà tạm gọi là ít cơ hội hơn ấy, đến lúc đấy thì là như nhau rồi còn gì nữa. Thế nên ra là đừng có đặt vấn đề nó quá căng thẳng về cái việc này. Chúng ta cứ đặt từng bước một, và nếu giả sử như chúng ta không đi được quá xa mà chỉ dừng lại ở đâu đó vòng tứ kết của cái U23 châu Á này, thì anh nghĩ rằng đó cũng đã là một cái sự khẳng định rằng là chúng ta vẫn còn có những cơ sở để tiếp tục niềm tin để mà xây dựng nền bóng đá. Bóng đá của chúng ta là bóng đá của một cái quá trình lâu dài, và thước đo nếu mà chuẩn nhất thì phải là đội tuyển quốc gia chứ không phải là giải trẻ U23. U23 nó là cái nền tảng để chúng ta nghĩ đến chuyện khác thôi. Chúng ta thử nhìn lại xem những cái đội mà thua chúng ta ở cái giải U23 năm 2018 ấy, ở vòng tứ kết, ở vòng bán kết, đúng không? Họ bây giờ đang là ai? Họ là những người mà đang đá ở vòng chung kết, ở cái vòng loại của World Cup 2026 đấy. Họ đang đá tốt như thế nào đấy? Đấy chính là cái vấn đề nền tảng. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn kết quả của một giải đấu ấy, thì nó chưa hoàn là toàn diện. Nó chưa thể là toàn diện được. Nó chưa là phải là một cái bức tranh đầy đủ của cả một câu chuyện. Nhưng quá trình tích lũy thì nó cần những cái sự kiện như thế này. Bản thân Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra những cái mục tiêu, anh cho rằng là nó cũng đúng thôi. Tức là họ phải đặt ra mục tiêu là thường xuyên góp mặt trong vòng chung kết của châu lục ở những cái giải trẻ, ví dụ như là U19, ví dụ như là U23 như này, có mặt ở vòng chung kết. Và đã có mặt vòng chung kết thì chúng ta đặt ra mục tiêu là qua được vòng bảng, đúng không? Chứ còn bây giờ mà lúc nào chúng ta cũng đặt ra mục tiêu rằng là top 4 của các cái vòng chung kết, nó lại bắt đầu khác rồi đấy. Lúc đấy nó chắc chắn là phải ở cái cỡ Hàn Quốc với cả Nhật Bản rồi. Hàn Quốc, Nhật Bản thì anh nghĩ là họ còn phải đặt mục tiêu là vô địch cơ. Thế nhưng mà với mình thì mình phải đặt là vòng chung kết chứ. Vòng chung kết từ đâu đó là đi vòng chung kết. Và vòng chung kết thì thường bao giờ là đi vòng chung kết thì mình sẽ đặt vào là vấn đề là qua vòng bảng. Qua vòng bảng tức là 8 đội rồi còn gì nữa. Thường xuyên có mặt trong top 8 của các đội châu lục ở các lứa tuổi khác nhau. Anh nghĩ rằng đấy là một quá trình tích lũy lâu dài. Đúng không? Anh em mình đang học gọi là ở cái lớp bình thường, bây giờ mình sang lớp A mình học ấy, thì mình đuổi để mình vào trong cái top 10 bạn học giỏi nhất của lớp đấy là một câu chuyện rất khó, đúng không? Lớp có 30 bạn hoặc 40 bạn nhưng mà toàn các bạn đi thi vào, đầu vào đã 8 điểm rồi, mà mình bây giờ mới chỉ được khoảng 7 điểm rưỡi thôi, thì mình muốn vào trong cái nhóm mà 9 điểm ấy thì là một cái quá trình phấn đấu nó không hề đơn giản tí nào cả. Tất nhiên nó có so sánh, nó có sự khập khiễng, nhưng vấn đề là như vậy. Bóng đá nó lại càng khó nói. Thế nên là đi từng bước đi, và chúng ta hãy cố gắng gọi là phấn đấu và đặt niềm tin. Nhưng còn nếu mà nói rằng là ôi giời, bóng đá Việt Nam nói làm gì, thôi thì có nghĩa là anh em mình không còn cái chuyện gì để nói nữa. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của anh, các bạn khán giả cũng em mong là mọi người cũng có chung cái suy nghĩ đấy. Vì thực ra là chúng ta phải nhận định được là cái vị thế của bóng đá chúng ta đang ở đâu, để chúng ta mỗi giải đấu chúng ta có một cái sự kỳ vọng nó phù hợp. Chứ đừng gọi là kỳ vọng quá xong lúc lại thất vọng, hoặc là chúng ta cũng không thèm quan tâm, thì đấy là cái điều đáng buồn nhất. Và hy vọng rằng là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta, đội hình nào cũng được các bạn ạ, miễn là đội tuyển của chúng ta sẽ có được cái trận thắng trong ngày ra quân, đấy là sẽ là cơ sở để chúng ta vượt qua vòng bảng và tràn trề nhiều cơ hội khác để gặp những cái đối thủ tiếp theo. Và mục tiêu của đội tuyển của chúng ta, một tấm vé dự Olympic có lẽ là một mục tiêu rất là khó, nhưng mà với những cái cơ sở, nếu như chúng ta thắng những cái trận đấu như Kuwait, như Malaysia, thì chúng ta vẫn gọi là suy nghĩ đến được đấy được. Rất cảm ơn anh Quang Tùng ngày hôm nay đã đồng hành cùng Tetra Show, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Tetra Show ngày hôm nay. Chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta giành chiến thắng, và các bạn cũng có thể đưa ra những dự đoán của mình ở phần comment. Chương trình của chúng ta sẽ còn đồng hành cùng với nhau ở trong các trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, trước thềm trận đấu gặp Malaysia, trước thềm trận đấu gặp U23 Uzbekistan. Còn bây giờ,
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe cũng như bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những show mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.